Hoa gì đẹp quá trời đẹp luôn rồi nè. Trời ơi, nhìn mắt mê luôn. Đi dạo có khác, đi dạo thích hoa. Hoa màu vàng, hoa hồng màu vàng, chùm không. Nhìn đã ha. Rồi đi tới đây thì gặp nguyên một dàn hoa quải hương à. Nhìn thì mắc mê gì đâu trời. Ông nhóc hết trơn luôn. Quá trời hoa luôn à. Một gừng hoa quải hương. Hoa hồng, hoa gì trong đây đẹp quá chừng luôn à mọi người. Đi ngắm hoa người ta. Hoa này hoa cẩm tú cầu. Có nhiều màu. Hoa hồng nhờ người ta gì chùm nhỏ nhóc trơn à. Có luôn cái hoa gì trong đây nè. Hoa này giống như hoa gì ở bên Việt Nam mà ngày xưa có trồng nè. Biết phải không? Nhìn đẹp không? Chị hoa đẹp quá chừng luôn à. Không biết hoa này hoa gì. Đây cũng có hoa quải hương nè mà sao như loại khác. Nó rất là thơm luôn, với lại cái màu nó cũng khác nữa. Cái màu nó lại, cái nụ nó màu hơi trắng trắng, mà cái hoa nó màu hơi tím tím, mà nhạt hơn cái hoa hồi nãy. Nhìn thấy mê mà mình vô mình ngửi không? Rất là thơm luôn. Trời ơi, hoa gì mà đẹp thế. Thơm ghê thơm. Hoa nhà người. Ở nhà không trồng hoa, đi ngắm hoa nhà người. Hoa nhà người ta đẹp. Cái hoa này nhìn ngộ giống như hoa hay gì á. Nó chùm mà nó ngộ nè, nhìn này. Không biết hoa này tên gì. Nhìn giống hoa mồng gà mà ha. Cho các bạn xem viện dưỡng lão nha. Đây là một cái viện dưỡng lão ở trên con đường mà mình đi dạo về. Và nó có luôn kể cả cái cây hạt dẻ này các bạn. Cây hạt dẻ này sai trái lắm nè. Vào tới cuối tháng 9, đầu tháng 10 là mình sẽ đến đây mình lượm hạt dẻ. Cây hạt dẻ to ơi là to, trái rất là to, hạt rất là to luôn. Rồi mình thấy có một bụi hoa nhà hàng người ta nè. Mình quay cho các bạn xem đẹp lắm. Ở đâu đâu cũng thấy hoa quải hương hết nè. Hoa quải hương này lúc nào cũng có cái con ong bầu đi lại hết. Ôi ôi nhìn đã, hoa quải hương này thơm. Đi ngang có cái mùi. Này là tránh mũi được. Hoa này người ta trồng là để người ta đuổi mũi đó. Đẹp ghê chưa. Em lại đi dạo và phát hiện ra nguyên một vườn cây ăn trái của nhà dưỡng lão các bạn. Đó, mình đi vô đây mình hái được luôn. Mà tháng 9 mới hái được. Cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10 nó chín mình mới hái được. Quá trời trái luôn. Đây là cây táo. Cây táo ở Việt Nam miền Tây kêu là cây bom. Cận cảnh các bạn xem. Không chăm sóc nên tự cây trái. Không cần phải chăm sóc hả? Nhìn thích gì đâu. Cháo tái của quá chừng táo luôn nè, trái quá trời trái luôn. Ở đây người ta trồng thích thì thôi, chứ người ta ăn ít xịu à. Ta để chỉ rụng chơi à, táo nè. Nguyên một lùm táo. Cuối tháng 9 á, cuối tháng 9 đầu tháng 10 nó mới chín. Mẹ mình thích đi hái lắm, phải mẹ mình còn ở đây cái tháng đó là mẹ mình đi hái ạ. Nhìn đã ghê trời. Nè. Có một cây duy nhất cơ mà trái quá trời trái luôn. Quanh đây coi. Vô một lùm nè. Vô một lùm thì nhìn không rõ hết đó các bạn. Nhìn nè. Đây nè. Trái đây nè. Giống như là táo mà không ai chăm sóc, đợi riết nó thành như táo dại nhỏ xíu xíu. Quá chừng trái luôn. Nó muốn ngụm bớt rồi thấy không? Nhìn trái mắc mê trời. Nhìn trái mắc mê muốn dăng liệu để ở luôn. Nè. Như vậy là ăn chua lòm hay sao? Không, nó còn non à, ăn cho được, hơi chua. Còn non xèo à, nhỏ xíu à. Này là đi ngang là ghé vô hái được, đi ngang ghé vô hái được. Nhóc quá chừng trái nhỏ không à. Nó gụng dưới đất nè. Này đợi một thời gian đây là chim nó bay lại ăn nhóc hết. Mùa này là chim nó phái lắm mà. Nó lại nó ăn trái cây nhà người ta. Này nhìn cháu chắc nhìn không rõ, trái nhóc hết trơn. Cây này nó nhánh nó lùng đi quằn xuống mình bẻ được. Dễ leo nó. Đúng rồi, dễ leo. Nhưng mà mấy cây này nó giòn lắm, leo lên dễ bị té. Rồi cho các bạn xem cái cây táo dọc đường mình thấy như thế này ha. Bên đây Tây ngồi ăn ít nhưng mà họ thích trồng. Mà trồng xong cái họ bỏ quang giống như trở thành cây táo dại. Trái nhỏ xíu à. Lần sau mà mình có lợi ở đây mình hái mình sẽ quay cho các bạn xem ha. Rồi bye bye các bạn nghe.